Công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn Grace của Hàn Quốc là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng. Từ 2 năm trước, công ty này đã đầu tư dự án khách sạn tại Thái Nguyên với số vốn đến thời điểm này đã lên tới gần 230 tỷ đồng. Môi trường đầu tư thuận lợi chính là nguyên nhân để Grace quyết định đầu tư vào Thái Nguyên. Thái Nguyên là nơi mà đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Tôi cho rằng nguyên nhân chính là môi trường đầu tư của Thái Nguyên có rất nhiều thuận lợi. Doanh nghiệp chúng tôi nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng như các cơ quan đoàn thể, ví dụ như cơ quan thuế, rồi chính quyền đã hỗ trợ rất nhiều cho chúng tôi trong việc tuyển dụng lao động, giải phóng mặt bằng. Công ty cổ phần và thương mại TNG là một trong những doanh nghiệp lớn của tỉnh Thái Nguyên. Công ty này đang sở hữu khối tài sản gần 1.000 tỷ đồng. Doanh thu năm 2015 của TNG đạt trên 1.200 tỷ đồng. Để có được những bước phát triển như hiện nay, thì TNG đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ những chính sách của chính quyền tỉnh Thái Nguyên. Chính sách của tỉnh Thái Nguyên thực hiện rất tốt, nhưng giúp cho doanh nghiệp để chuyển, tức là cổ phần thực hiện cổ phần hóa, chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần. Và từ cái việc chuyển đổi sang 100% vốn của tư nhân thì doanh nghiệp được làm chủ toàn bộ. Đến cái việc mà hỗ trợ nữa là để đưa cổ phiếu của TNG lên sàn. Đấy thì cũng là một trong những hỗ trợ của cả hệ thống chính trị của tỉnh cũng như là của các cái ngân hàng. Và đặc biệt là cái sự nỗ lực của các cái cổ đông của TNG. Thì cho nên TNG đã thu hút được cái vốn. Tức là TNG cần đầu tư mở rộng nhà máy thì được các cấp các ngành của tỉnh hỗ trợ rất tích cực để cái khâu mà phê duyệt dự án, rồi là cái khâu mà thuê đất để đầu tư xây dựng nhà máy. Grace hay TNG chỉ là hai trong số rất nhiều doanh nghiệp đã quyết định đầu tư vào Thái Nguyên và nhận được sự hỗ trợ của chính quyền nơi đây. Trong 2 năm trở lại đây, Thái Nguyên liên tục lọt vào top 10 tỉnh thành phố ở Việt Nam có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI cao nhất. Theo một số chuyên gia kinh tế, kết quả này thể hiện sự nỗ lực của tỉnh Thái Nguyên trong việc cải thiện môi trường đầu tư. Chúng tôi đã thấy là Thái Nguyên có những cái mô hình thực sự tốt, ví dụ như là cái mô hình một cửa liên thông, thế và những cái hoạt động về cải thiện môi trường kinh doanh tiếp xúc với doanh nghiệp, rồi nâng cao vai trò của hiệp hội doanh nghiệp, đặc biệt là những cái cải cách về những cái đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao cái vai trò hoạt động của các trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư và ban hành kịp thời những cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì thấy là những cái động thái này rất là cụ thể. Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong 2 năm trở lại đây, Thái Nguyên cũng đã lọt vào top những tỉnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nhiều nhất. Nếu như cuối năm 2012, Thái Nguyên đứng ở vị trí 44 trên tổng số 63 tỉnh thành phố về thu hút vốn FDI, thì đến nay, tỉnh này đã vươn lên vị trí thứ 10 với 75 dự án có tổng vốn đầu tư 6,9 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tập đoàn Samsung đã đầu tư vào địa phương này 2 dự án với tổng vốn đăng ký lên tới 5 tỷ đô la Mỹ.